Chào mừng các bạn trở lại với channel Quang Hải. Hôm nay mình xin giới thiệu đến quý vị và anh chị em 14 thánh tích mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta sau hơn 2.000 năm lịch sử trôi qua. Vậy 14 thánh tích đó là gì? Thì mời quý vị và anh chị em chúng ta cùng xem. Thánh tích thứ nhất mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta đó là mũ vải. Thời Chúa Giêsu, đầu người chết thường được che hay trùm bằng một loại mũ vải và được các tông đồ nhắc đến sau khi phục sinh. Đây là mũ được tin là của Chúa. Di tích này được lưu giữ ở Jerusalem gần 800 năm sau đó, được trao cho Charlemagne và cuối cùng được trao cho Đức Giám mục Cahors Pháp. Ngày nay được cất giữ tại nhà nguyện thánh Saint-Gobert in Cahors tại Pháp. Thánh tích thứ hai đó là khăn liệm thành Turin, là tấm vải bao bọc thi hài Chúa Giêsu được bảo tồn ở vương cung thánh đường Gioan Tẩy Giả tại Turin, nước Ý. Thánh tích thứ ba đó là vòng mão gai. Quân lính đổi đầu Chúa thay vì vương niệm cho một ông vua. Vào ngày thứ sáu, Chúa chịu chết. Di tích là một phần kho báu của nhà thờ Đức Bà Paris từ năm 1806. Do Thánh Lucy đã mang về từ thế kỷ thứ 13 và xây một nhà nguyện riêng tôn kính thánh tích vào mỗi thứ sáu đầu tháng và thứ sáu tuần thánh. Thánh tích thứ tư, đinh thánh. Thánh Helen được cho là đã tìm thấy những cây đinh đã dùng để đóng đinh Chúa vào thập giá khi bà tìm ra nơi cất giấu thánh giá dưới hầm mỏ gần chân đồi Golgotha xưa. Cây đinh đóng vào tay phải Chúa Giêsu sau này được vua Constantine sử dụng cho ngựa của ngài và bị mất. Sau đó lại tìm thấy ở Carpentras thuộc khu vực đông nam nước Pháp ngày nay. Vì thế, từ năm 1260 đến nay, huy hiệu của thành phố này là hai cây đinh thánh đã dùng trong việc hành hình Chúa Giêsu. Thánh tích thứ năm đó là thánh giá. Trên thực tế, có rất nhiều mảnh của cây thánh giá sự thật được bảo tồn trong các nhà thờ trên thế giới. Mẫu dưới đây được lưu trữ tại Viện Bảo tàng Kho báu Hoàng đế ở Vienna, nước Áo. Thánh tích thứ sáu, áo thụng. Theo Phúc Âm Thánh Gioan, các binh sĩ sau khi hành quyết Chúa Giêsu không muốn làm hỏng chiếc áo vật phẩm của người bị hành hình nổi tiếng, mà thay vào đó muốn chơi trò đánh cược để xem ai có thể sở hữu chiếc áo đặc biệt không có đường may. Chiếc áo này đang có mặt tại Vương cung Thánh đường Trier ở thành phố Trier, nước Đức. Thánh tích thứ bảy, cột hành hình. Tương truyền, đây là cây cột mà Tổng trấn Philato ra lệnh trói Chúa Giêsu vào và Ngài đã bị quất roi đầy đau đớn trong quá trình chịu khổ hình. Cột đang có mặt tại vương cung thánh đường Frasides ở Roma, nước Ý. Thánh tích thứ 8, cây giáo đã xuyên vào lòng ngực của Chúa Giêsu khi Ngài trên thập tự giá. Theo trang History Today, vào ngày 15 tháng 6 năm 1098, quân đội của cuộc thập tự chinh đầu tiên đã tìm được cây giáo thánh ở thành phố Antioch. Đây được cho là cây giáo đã xuyên vào lồng ngực của Chúa Giêsu khi Ngài trên thập tự giá, hiện đang được bảo tồn tại Viện Bảo tàng Kho báu Hoàng đế ở Vienna, nước Áo. Thánh tích thứ 9, bản Titulus Brucis in Re. Titulus Brucis, tiếng Latin dịch từ bản đề cho thánh giá, là một mẫu gỗ được cho là lấy từ cây thánh giá sự thật, hiện được lưu trữ tại nhà thờ Santa Croce thuộc Roma. Bản gỗ được mang dòng chữ vua của người Do Thái. Thánh tích thứ 10, chén thánh. Theo phong tục Do Thái, vào ngày Sa-bát hay lễ lớn, họ thường có nghi thức đọc kinh cầu nguyện với rượu, thường một ly vị chủ tế cầu nguyện, sau đó truyền nhau mỗi người uống một ít. Đây chính là ly hay còn gọi là chén thánh, hiện tại được cất giữ tại Valencia, Tây Ban Nha, sau khi
một thành viên tín đồ giấu kín trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Nó đã được tôn kính đặc biệt vào năm 1982 trong chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, người đã dùng nó để cử hành thánh lễ sau khi tôn kính di tích trong nhà nguyện. Thánh tích thứ 11, áo lót Chúa Giêsu mặc trên đường Ngài vác thập giá ra núi Sọ. Hiện tại đang cất giữ tại một vương cung thánh đường ở Pháp, cứ 50 năm một lần sẽ trưng bày ra cho công chúng chiêm ngưỡng. Thánh tích thứ 12, một phần máng cỏ, được đặt tại vương cung thánh đường Đức Bà Cả tại Roma. Thánh tích thứ 13, vương niệm hoàng gia Lombardy, được làm năm 591. Phần kim loại được gắn một trong những cây đinh thánh đã được dùng để hành hình Chúa. Một số các vị vua đã đội trong ngày nhậm chức. Thánh tích cuối cùng, lọ chứa máu thánh của Chúa Giêsu. Khi ông Giuse xứ Arimathea cẩn thận đỡ di thể của Chúa khỏi thánh giá, ông đã bảo tồn giọt máu hòa với nước lấy từ xác của Ngài, cũng như máu từ những vết thương do bị đóng đinh. Sau khi chết, ông đã truyền lại những thánh tích vô giá cho gia đình. Từ năm 1255, lọ chứa máu thánh đã được bảo tồn ở một vương cung thánh đường nước Bỉ. Đó là 14 thánh tích mà người ta gọi là kỷ vật tình yêu Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta hơn 2.000 năm lịch sử trôi qua. Vậy chúng ta với tâm tình tạ ơn vì những gì mà Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta cách đặc biệt, không chỉ qua 14 thánh tích đó mà ngang qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu đem đến một sự cứu rỗi cho chúng ta. Vậy quý vị và anh chị em đừng quên ủng hộ bằng cách là nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để nhận những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Chào tạm biệt.